Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube chia sẻ về các kinh nghiệm làm nail cùng Ly nhé. Trong video ngày hôm nay, Ly sẽ chia sẻ cho mọi người một mẫu nail vân đá vô cùng ảo diệu và rất là dễ thực hiện, ứng dụng cũng khá là cao. Và xin mời mọi người cùng theo dõi video của Ly nha. Ở trên móng thật ý, thì sau khi mà chúng ta đã sơn bay treo xong rồi thì mình sẽ sử dụng cứng móng nhé. Mình sẽ sơn một lớp cứng móng thật là mỏng lên trên bề mặt móng. Lớp cứng móng này có tác dụng để làm cố định cái phần nhũ. Tiếp theo đây mình sẽ gắn lên trên móng. Nên là sau khi mà chúng ta sơn cái phần cứng móng xong rồi thì mọi người đừng cho vào hơ đèn nhé. Trong video ngày hôm nay và với mẫu nail này thì Ly sẽ sử dụng nhũ khổng tước màu xanh tím nha mọi người. Nhũ khổng tước này thì mình sẽ đi chéo móng nhé. Chéo so với cái phần bề mặt móng của mình ý. Mọi người gắn cái phần nhũ này lên làm sao cho nó gắn chặt xuống móng này, sát xuống móng và đừng để bị gờ nổi lên quá là cao nha. Đi xong rồi thì mình sẽ cho vào hơ đèn để cố định cái lớp nhũ và tiếp theo mình sẽ sơn thêm một lớp cứng móng thật là mỏng nữa để mình sẽ tán loang màu nhé. Tông màu ngày hôm nay Ly sử dụng thì mình sẽ sử dụng màu tím này, nên là đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu tím đậm để mình sẽ tán loang trước. Tán loang thì Ly sẽ sử dụng cọ đắp treo nha mọi người. Mọi người đi cái phần màu tím này thì với treo màu thì mọi người đi mỏng thôi nhé. Không cần phải đi dày, nó sẽ tạo thành những cái phần cục màu ở trên móng khá là thô. Nên là đi mỏng phần màu thôi ạ. Chúng ta đặt nằm cây cọ ra và tán loang cái phần viền của lớp màu nhé. Ở cái phần màu này thì mọi người cho nó nằm đè lên trên tán vào trong cái phần nhũ khổng tước luôn. Để cho nó sẽ tạo được cái độ mờ ảo cho mẫu nail vân đá này. Mọi người lưu ý nhé là mình nằm cây cọ ra và mình kéo nhẹ cọ lướt qua cọ ở trên móng ấy để mình tán loang cho cái phần màu của mình ấy, nó sẽ không để lại vệt cọ. Sau khi tán xong rồi thì mình sẽ cho vào hơ đèn 60 giây nhé. Tiếp theo thì Ly sẽ sử dụng màu tím nhạt này để mình sẽ tạo loang lớp tiếp theo. Màu tím nhạt thì mình sẽ tán từ trên xuống dưới và tạo thành hình chữ X ở trên móng nha mọi người. Khi mà mọi người tạo những cái phần treo màu lên trên móng này thì mọi người sắp xếp cái bố cục làm sao để cho nó đừng bị chồng lên nhau quá nhiều nhé. Ví dụ như đối với mẫu nail này thì Ly đi cái phần màu tím đậm này từ dưới lên trên và cái phần màu tím nhạt thì mình sẽ đi từ trên xuống dưới để tạo thành hình chữ X ở trên móng nhé. Sau khi mà đi xong cái phần treo màu tím nhạt này rồi thì mình cũng sẽ cho vào hơ đèn 60 giây này. Tiếp theo thì Ly sẽ sơn thêm một lớp cứng móng mỏng nữa để mình sẽ tán loang màu trắng. Lưu ý là với những cái lớp vân đá này thì là sơn rất là nhiều lớp lên trên móng nên là mọi người không cần phải sơn quá là dày với mỗi lớp sơn nhé. Và theo Ly thấy thì khi mà chúng ta sơn cứng móng với mình sơn mỏng ấy thì là cái độ loang của sơn màu ấy nó cũng sẽ đẹp hơn là khi mà chúng ta đi cứng móng lên quá là dày. Đối với cái lớp loang màu trắng này thì để cho trên móng mình sắp xếp cái bố cục được hài hòa ấy thì mình sẽ để cái phần màu trắng này là ở những cái chỗ trống còn lại ở trên móng nhé. Đó là gần phần chân móng và gần phần đầu móng nha mọi người. Mọi người nằm cây cọ ra và tán loang cái phần viền sơn của màu trắng ấy làm sao để cho nó ăn khớp với lại cái lớp màu bên dưới nhé. Để tạo được điểm nhấn cho mẫu vân đá này thì ở cái phần màu trắng này mình sẽ tạo khối chỗ đậm chỗ nhạt nhé. Những cái phần ở giữa móng ấy mọi người thì cái phần màu trắng ở chỗ giữa móng này thì mình sẽ để cho nó đậm hơn, nét màu hơn và mình sẽ tán loang về phía sau nhé. Sau khi mà đi xong cái phần màu trắng này rồi thì mình cũng sẽ cho vào hơ đèn 60 giây nha mọi người. Tiếp theo để tăng cái sự nổi bật cho cái mẫu vân đá này thì Ly sẽ sử dụng treo vẽ màu trắng và cây cọ nét nhé. Mình sẽ đi những cái đường vân mảnh ở trên móng. Cái đường vân này thì chúng ta sẽ căn theo cái phần loang màu trắng nhé. Mình sẽ đi theo cái phần khối màu trắng. Sau khi vẽ xong cái đường vân nào rồi thì Ly sẽ sử dụng cọ đắp treo này và lấy một ít cái phần sơn treo màu nước gạo mọi người. Lấy ít và mình sẽ tán mảnh cái phần treo màu nước gạo ở trên cây cọ đắp treo để mình sẽ tán vào cái phần viền của cái đường vân này làm sao cho nó loang ra và được mảnh hơn nhé. Mọi người sử dụng cái phần cạnh của cây cọ đắp treo để mình sẽ tán vào cái đường trắng nha mọi người. Và cái phần màu nước gạo thì chúng ta cũng lấy ít và mình sẽ tán thật mảnh ở trên cọ để nó đều ở trên cọ thôi chứ mọi người đừng sử dụng nhiều cái màu sơn màu nước gạo quá nhé. Sau khi mà mình đã đi xong cái phần màu trắng này rồi thì mình sẽ cho vào hơ đèn và tiếp theo thì mình sẽ sơn thêm một lớp tốp lì hoặc là mọi người có thể sử dụng tốp bóng mình chà nhám đi để mình sẽ làm tiếp cái phần loang tiếp theo nhé.
Sau khi mà chúng ta đã tạo được cái độ lì cho móng và để tăng thêm cái độ ảo diệu cho cái mẫu vân đá này thì Ly sẽ sử dụng thêm cồn loang hoặc là mình có thể sử dụng màu nước nhé. Mọi người sẽ đi những cái đường vân khói ở trên móng này. Chúng ta tán cái màu loang này thì cũng sẽ đi theo cái phần khối loang màu trắng, cái phần treo loang trắng lúc đầu như mọi người, là mình cũng sẽ căn theo cái đường đó để mình đi này. Về phần cọ ở cái phần loang này thì mọi người sử dụng những cái mẫu cọ mà giống như là cọ tô nhé mọi người. Có cái đầu lông cọ chất liệu mềm này và có cái độ thấm hút nước tốt nhé. Thì mình có thể hút ngược cái phần nước về, tạo ra được những cái đường loang nó được mỏng hơn và tự nhiên hơn. Mẫu vân đá thì có rất là nhiều cách làm và mỗi người thì sẽ có những cách làm khác nhau. Và tùy theo từng phong cách của bộ nail của mọi người thì mình cũng sẽ làm cái phần vân này làm sao cho nó phù hợp. Và khi mà chúng ta ứng dụng thực tế này và với những cái móng nó nhỏ hơn với mọi người thì mọi người có thể lược bớt những cái bước lại hoặc là lược bớt cái màu lại nhé, bớt cái màu đi để cho cái phần vân đá của chúng ta nhìn nó được đơn giản hơn. Đối với phần màu nước thì sau khi mà chúng ta đã tạo loang xong rồi thì mọi người đợi cho phần màu nước nó khô hẳn thì chúng ta mới sơn top nhé. Tránh trường hợp là chúng ta để cái phần màu nó đang còn ướt mà mình sơn top đè lên luôn ấy là nó sẽ bị mất đi cái phần màu nước này. Và sau khi sơn top xong thì mình cũng đã hoàn thành xong cái mẫu nail vân đá ngày hôm nay. Video ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Ly nhé. Mọi người đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Ly và bấm vào hình cái chuông ấy để sẽ không bỏ lỡ những cái video mới của Ly chia sẻ với nail nha. Và ở những video tiếp theo thì mọi người muốn Ly chia sẻ về những kỹ thuật nào về nail thì mọi người cũng đừng ngại để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo nha. Bye bye!